Đây là chiếc máy làm sữa hạt độc lạ nhất mình từng có. Thiết kế của nó không giống loại máy nào mà mình đã từng dùng qua cả. Cùng mình unbox và khám phá thử xem nha. Đầu tiên phải nói là mình đang dùng khá nhiều sản phẩm của True Wood. Mình có một nồi chiên không dầu kèm hấp, một set hộp cơm giữ nhiệt 3 ngăn và một bình giữ nhiệt 1 lít với bảo hành lên đến 5 năm. Chiếc máy làm sữa hạt tự động này của True Wood tự động nấu, tự động vệ sinh và giúp bạn rảnh tay nhất có thể. Về hình thức thì trông nó cứ như một cái bình nước nóng lạnh ấy. Các bộ phận gồm có khay chứa nước vệ sinh, ca chứa thành phẩm đặt ngay dưới vòi nước, một ca đông nguyên liệu rất tiện lợi. Phần thân máy có lưỡi dao 5 cánh để xay sữa siêu mịn và một chiếc nắp chống tràn, đặc biệt là có một ngăn chứa nước đặt ở phía ngay sau thân máy, có nghĩa là thay vì cho nước vào trong thân máy cùng với các nguyên liệu khác thì bạn sẽ cho nó vào cái khoang chứa ở bên ngoài và nước sẽ được dẫn vào từ từ trong khi chế biến. Máy có thể nấu được 1200ml sữa luôn nên là rất phù hợp với gia đình nha, nhưng mà bạn cũng có thể chọn mức 300ml dành cho một người. Mình đã nghiên cứu kỹ cuốn hướng dẫn sử dụng rồi nên là sẽ thực hành luôn để mọi người cùng xem nha. Trên thân máy cũng có in luôn cả hướng dẫn sử dụng đây này, mọi người đừng có lo nhé, mặc dù nó lạ nhưng mà nó rất dễ dùng. Mình đã ngâm sẵn đậu nành một lượng đủ cho 1200ml, ấn chọn chế độ và lượng nước phù hợp. Nếu muốn làm lượng sữa nhiều hơn thì bạn sẽ tốn thời gian hơn là làm một lượng ít, nhưng mà ví dụ 1200ml sữa đậu nành này cũng chỉ tốn khoảng 30 phút thôi này, mà tất cả những gì mình cần làm chỉ là bấm nút thôi. Sau khi bấm giữ nút để bơm sữa thành phẩm ra thì bạn nhớ nhấc cái khay hướng ra ngoài nhé. Máy sẽ tự động vệ sinh sâu và xả nước ra cái khay hướng nước, mà vệ sinh vô cùng sạch sẽ luôn nha, bởi vì nước sẽ được nấu lên và làm sạch toàn bộ bên trong khoang chế biến. Sữa thành phẩm trông rất hấp dẫn và bạn có thể lọc qua dây một lần để cho nó mịn màng nhất có thể. Bạn chỉ cần rửa ca chứa thành phẩm rất là dễ dàng, đổ khay chứa nước vệ sinh và mở nắp chống tràn để khoang chế biến khô tự nhiên nhé. Mình là Linh và mình không tính calo. Cảm ơn bạn đã xem video.